Dạ, Thái xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hiện mình đang có mặt tại nhà chú Ba. Hôm nay mình với chú Ba sẽ đi mua đồ nha các cô chú anh chị. Thì như cái clip trước đó mình nói là mình sẽ đi mua tất cả cho chú Ba là mùng, mền, gối, nệm, giường, một cái giường và một cái tủ. Thì hôm nay đi thì mình rủ luôn chú Ba đi để cho chú Ba lựa nha các cô chú anh chị cho nó dễ. Nhưng mà trong lòng của chú Ba ý muốn nói là cái nhà bây giờ hiện như giờ là đủ luôn với chú Ba lắm rồi, cho nên là chú Ba ý chú Ba không muốn đi. Nhưng mà mình nói có một cái chị là cái chị Ngọc ở Mỹ gửi tiền về cho chú, bắt buộc là chú phải đi mua để cho có cái chỗ ngủ nó gói gắm đồ cho nó mới, cho nó sạch sẽ, cho nó êm đồ ngủ, cho nó an giấc. Thì sau mình khuyên một hồi thì chú Ba bây giờ là chú Ba chịu đi với mình nha các cô chú anh chị. Thì hôm nay mình đi để cho chú Ba lựa luôn, là tất nhiên là lựa cái tủ để chú Ba để quần áo. Nếu như mà chú Ba mà hết quần áo chắc có lẽ là phải mua cho chú Ba thêm một hai bộ đồ nữa nha chú Ba. À, bây giờ đi, bây giờ chú cháu mình sẽ đi. Rồi chú lấy xe đi. À, chú Ba cũng còn chạy được chiếc xe nha các cô chú anh chị. Đây bây giờ mà quý vị và các bạn cùng mình đi với chú Ba mua đồ nha quý vị. À, đóng cửa lại ha, khép cửa lại ha. Dạ, có gỡ rồi ha. Dạ. Nó thì ở trong đây, ở trong đồng như vậy đó các cô chú. Thì hôm nay có cái bà chị vô đây làm lúa, nằm bên cái nhà mồ đó. Thì chú Ba đã gỡ rồi. Thì bây giờ mình với chú Ba mình sẽ đi mua đồ. Cái đường này là nếu như mà trời có mưa là không đường nào mà đi được hết đó nha. Hai bên là nó bậy lầy hết trơn. Đây là cái chỗ lên dốc xuống dốc rồi vậy đây. Đường đất không hả? Chiếc xe chú Ba chạy cũng được là một người cháu cho các cô chú anh chị. Do chú Ba không có bằng lái là cho nên là cho chiếc xe đó là xe 50. Thì bây giờ mình với chú Ba đã đến cái tiệm. Bây giờ thì mình sẽ đi vô với chú Ba, cùng với chú Ba lựa. Chú Ba lựa theo tùy ý của chú Ba cho nó dễ, chứ mình đi mua đôi khi chú Ba ổng không có được khoái gì mấy nữa. À, đi vô thẳng luôn đi chú Ba. Mua vàng hay là mua tủ hay mua giường? Mua vàng đi, mang dép luôn đi, mang dép luôn đi. À, mua vàng hả chú Ba? Vàng. Mua vàng thì mua vàng. Dạ, mua tủ này nha. Bự dữ vậy tật. Hả? Nhỏ. Nhỏ, nhỏ mới được. Nhỏ mới được hả? Ý ông thích nhỏ rồi. Rồi, ông chịu thứ này nhỏ không? Nhỏ, chơi gọn cũng được. Rồi, nhỏ gọn thấy không? Nhỏ gọn. Rồi, đi. Thì ở đây thì quý vị biết rồi đó, thì mình cũng mua hai ba lần rồi. Mình mỗi lần đi mua đồ mà từ thiện là mình đến đây à.
cô nói là khỏi cần lo về giá cả nghe các cô chú anh chị. Đâu? Hay là tủ này? Tủ này thì nhỏ quá. Nãy không dẫn đường trước mà dẫn vô bọc bọc đã không? Cả tủ này được không hay là tủ bự hơn chút nữa? Cả này được, được không? Cả tủ này được không chú? Hay là muốn bự hơn nữa? Đâu có, nhỏ hơn nữa. Hay là này? Nhà nó tủ thì nhỏ quá, không đựng đồ sao mà. Có mình à? Không có mình à, mình là nắm à. Có mình một quá. Không có đồ gì đâu nhiều. Đừng có cho chuột dán thì cắn đồ ổng là được rồi. Cái đó phá nè. Dạ, cái này phá ha. Đó, nữa về là mình xếp một con gọn ghẻ. Thì chú ba không có chịu tủ cây nghe các cô chú. Đòi tủ tủ này mới chịu. Tủ cây này nó bự bự không à. Dạ. Lấy tủ này đi. Rồi tủ này phải không? Rồi lấy cái tủ này. Vô vô đây coi coi cái giường. Cái tủ đó ok ha. Tủ đó đi. Rồi chú ba đã diệt cái tủ đó nghe các cô chú. Chú ba quả thật là có phần có phước. Có rồi nhưng mà vẫn cứ cho chú ba hoài nha các cô chú anh chị. Bởi vì nhiều người thì không có phần thì cỡ nào cũng không có. Còn chú ba thì không cần nhưng mà lúc nào cũng có người cho chú ba. Bởi vì cái đó gọi là cái duyên đó quý vị. Ô cái giường hợp bên đó quá đẹp vậy. Cái giường hợp quá đẹp chú ba ơi. Kìa. Trời ơi cái này chắc cưới vợ luôn quá chú ba. Giường vừa vừa thôi. Nè lấy giường này nè. Được không? Nè giường này tốt. Giường này nè. Vừa vừa thôi. Vậy đó hả? Giường này nhiêu? Giường đó tính cho ông 5 triệu 2 thôi. 5 triệu 2 rồi chú ba ơi. Này có 18 nè. Cái này cưới vợ luôn đi chú ba. À, cái giường đó đẹp đó mà sao mà cái này nè, cái này nó cũng gấp gai gan vậy đó nhưng mà cái mặt ở trên nè vậy đó ha. Gấp gai gan vậy đó hả? Ờ y gan vậy đó nhưng mà điều nó cái mặt cái này gỗ gì? Thao lao toàn bộ. Thao lao hả? Cái này 4.2 4.2 là cái này là cái gì? Cái này là cái cũng thao lao nữa mà cái giường bị lớn không? Ờ cái này giường thứ hai được không? Ờ thứ hai được rồi mình lên chú ba mà chơi bự nha. Thứ hai này nhiêu? Cái này để cho ông 3.5 triệu. 3.5 triệu ha. Ờ. Rồi thì ở đây thì mình biết rồi đó là khỏi trả giá vô là bao nhiêu là hấp hấp bao nhiêu à. Rồi chú ba lựa màu nào? Màu này hay là màu nào? Này có mấy màu cô? Vậy đó hả? Có mấy màu? Một màu màu vàng đó đó. Vậy đó ha. Rồi. Một màu vàng này, lấy màu vàng này luôn nha chú ba. Lấy luôn đi. Ô giường này là hết sảy bà bảy luôn rồi. Cái này là 3.5 triệu, 3.5 triệu với cái tủ nãy 1.8 triệu nữa. Thật con thấy tủ gỗ luôn đi chú ba. Tủ gỗ mà xài nó bền. Tủ gỗ nó tới 5 triệu nè. Mà nó không có bờ nhỏ, nó bự cơ mà. Thì cũng được, chứ có sao. Tủ gỗ là mắc 1.6 nó bằng giá tủ nhôm mới nãy. Cái tủ áo hả? Ờ tủ áo, tủ thao lao á là nó tới 5 triệu mấy nè. 5 triệu mấy là 1.2 hay nhiêu? 1.6. Có 1.2 không? Không, không có 1.2, có 1.4. 1.4. Mét tư tính cho 5 triệu. 1.4 ha. 5 triệu với cái này là bao nhiêu? Cái này là 3.5 triệu, là 8.5 triệu. Rồi bây giờ lấy cái tủ cây. Ừ. Lấy cái giường này. Có cái niệm nào im im không? Niệm 1.4 phải không? Niệm vừa cái giường đó đó. Có. Niệm 2 hả? Ừ. Phải lấy cái niệm luôn cho chú ba, đặng chú ba cưới vợ ba. Đâu? Niệm niệm này hả? Niệm này mỏng không chú ba? Niệm mỏng mỏng đi, cứ vậy chứ. Hay là muốn vậy cỡ gì? Hả? Vậy cỡ này à? Sao chú ba? Ý chú muốn mỏng như vậy hay là vậy? Mỏng gì đi? Mỏng vậy ha, vậy là lấy 1.2 800. 800. Rồi, bây giờ cô đi ra cô ghi đơn cho con rồi cô chở y gan cái đợt bữa đó đó. Dạ, con ra con ghi cái niệm 800. Cái giường 3.5 triệu với cái tủ tính cho chú 5 triệu. Cái tủ ba cửa cây nó giống mạo gì nữa nè. Ờ. Giống mạo vàng gì luôn đó. Rồi. 800 thôi. Rồi. Ở đây có gói không? Cô ơi. Trời ơi, ở đây có gói không? Không, không có gói. Không có gói hả? Sao kỳ vậy? Sao không có gói? Có niệm mà không có gói. Rồi. Vậy là không có gói thì mình phải đi mua thêm cái gói nữa nha các cô chú. Rồi đi chú bà.
đi ra trước đặng mình chở về. Con dâu cũng nói nhiều bà chị bán. Ừ. Hôm nay là ghế đẹp đẹp không nha các cô chú anh chị. Nhưng mà cái hàng này á, là cái hàng cao cấp để xài trong nhà chứ không phải là cái hàng từ thiện. Cho nên mình không dám đụng. Đó. Đây. Ô. Tổng cộng hết là 9 triệu 3 phải không? Dạ. Một điểm. Điểm mét 2 800, cái giường mét 2 3 triệu rưỡi, với cái tủ áo thao lao mét 4 5 triệu. Bây giờ ý chú Ba sao, muốn lấy cái tủ cây hay là cái tủ nhôm? Dạ, như thế nào vậy? Cái đó rẻ tiền hơn tủ cây phải không? Dạ, nhôm thì nó rẻ hơn nhiều. Tủ nhôm phải không? Quyết định tủ nhôm phải không? Ừ. Ừ, cái tủ cây thì xài muôn đời luôn đó nha. Tủ cây là những thầy là những ừ. Tủ nhôm nha. À, thôi bây giờ chị sửa lại cái tủ nhôm cho ông tủ bên đó đó. Cái tủ hồi nãy nha. Ừ. Tiền thì tiền ấy, thì xài cũng hết nhưng mà mình mua cái tủ là xài hoài luôn đó nghe. Cái tủ áo hồi nãy mẹ nói không nhớ nữa. Chị nói gì? 1.8 thôi. Ờ 1.8 hay gì đó. Gà. Cái cô ơi cô. Cái tủ nhôm hồi nãy bên bả là 1.8 phải không? Chú Ba ổng không chịu tủ cây rồi tủ nhôm nó cho nó nhẹ. Ờ vậy. 6 triệu 100 ngàn. Đúng không? Ghi 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 lại cái giấy đàng hoàng coi. Ghi lại đi. Niệm. Ờ. Vừa cái giường đó phải không? Tôi không biết mấy nay mấy ha, vừa cái giường từ đầu tới đít đó. Cái tủ áo 1m2 nè, 1.8 ha. Rồi 6 triệu 100 ngàn. 6 triệu 100 ngàn. Rồi em gửi chị 6 triệu 100 ngàn. Cỡ 2 3 tiếng hồ nữa nha. Cái xe vậy được. Hồi nãy giờ tỉnh nó đợi chưa ta? Rồi chở đi rồi mẹ ơi. 6 triệu 100 ngàn. Rồi chở vô cái đúng cái chỗ bữa đó chở cho. Mẹ để lấy địa chỉ lại. Cái chỗ đó kêu bằng chỗ gì ông ba? Kinh 2. Chỗ nhà. Kinh 2 kinh chủ Mỹ. Sáu triệu mốt rồi nha các cô chú anh chị, là bắt đầu là chuẩn bị là chở về nhà cho chú. Ở này chở đâu chở cho Phú vô ha. Ừ, chở ra kinh một nè. Ở đường cầu đê vô. Ờ, cầu đê ở đây là kinh ông chủ, kinh tại kinh chủ Mỹ nè. Cầu đê. Mình đã mua tủ rồi ha các cô chú anh chị, mua tủ mua niệm rồi nhưng mà thiếu gói thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi qua bên kia mình sẽ mua mấy cái gói cho chú Ba nữa nghe các cô chú anh chị, hai cái gói với một cái gói ôm cho chú Ba nữa. Bây giờ mình đi thì mình với chú Ba sẽ vô lựa hai cái gói nằm cho chú Ba và một cái gói ôm ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình mua gói này. Vậy là một cặp này là bao nhiêu? 240 nghe. Cái này mình mua là từ thiện đó nghe. Ừ, để sát giá đàng hoàng. Hàng rẻ tiền là nó khoảng nhiêu? Cặp 100 ngàn hả? Lấy cặp đi. Thôi bây giờ lấy thứ tốt này đi, lấy một cặp này với lấy thêm một cái gói ôm nữa đi. Thì cái chỗ này thì mình cũng mua nhiều rồi nghe các cô chú anh chị, thì giá cả cũng bán đúng giá đúng hàng nên là mình thường thường thì mình mua gói là mình lại đây. Dạ. Dạ. Cái đó là cái áo gói hay gì? Dạ, cái này mình lấy ra ngoài cho nó trùng bộ gì. À. Có
Màu thứ vậy nè, lấy thứ xí vậy luôn đi. Lấy cặp này luôn đi được không? Sao mắt ông ôm ra nó. À, nó bự á hả? Ôm ra nó phình lên, nó có ôm á. Để mình lấy cái này nó dân bộ hơn nè. Có màu thứ vậy không? Màu này đẹp nè. Thôi lấy màu này đi, rồi lấy này luôn đi, ôm phình thì ôm phình, với lấy cái con ôm đi. Màu này đẹp không chú ba? Màu này được ha, con lựa cho chú màu này đi, mai mốt ông nhớ con. Rồi lấy cho con cái con ôm nữa đi cô. Dạ. Lấy cái áo này nè, biết sao đặng cho nó trùng với cái ôm, nó trùng nó đẹp hơn. Một màu một luôn á hả? Chị con đó có khác cái gì? Thôi chú ba lựa màu nào, chú ba lựa màu đi chú ba. Chú lựa đi. Không dạ, thì lấy màu tối đi. Hả? Vậy ha, vậy là ba cái nó chung một màu không? Dạ, cái ôm nè, với cái nằm nè, nó giống nhau vậy nè. Rồi, ok. Rồi. Nó đẹp. Chứ cái này mau dơ lắm, nó sáng á, ổng nằm mau dơ lắm không ai. Rồi, rồi. Vậy ha. Vậy là một cái gối ôm, hai cái gối nằm là 300... 420 hả? Dạ. Rồi. Thôi trả đi 400 đi. 400 đó. Rồi, okay. Tiếp 20 ngàn tiền từ thiện phải không? Dạ. Rồi cảm ơn luôn. Đó, tôi bán vậy á, gì bà, gì bán gì tặng luôn. Rồi, đây gỡ tiền. Nghe nói là con trai bà đã tỉnh lại rồi. Tôi thấy mừng lắm. Đây. Dạ, à, gói hơn là nó vậy đó, rất là gọn. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Cắt cái bọc ra đỡ tự mình. À, rồi ok. Rồi, chiếc này chú ba quá ngon rồi. Quá im rồi, chiếc này là nằm là ngon lành luôn đó. Không nhức đầu luôn, không nhức cổ vai luôn. Quá hơn mà. Hả? Mạnh thường quân ta hỗ trợ. Dạ. Cái này là xài này lấy được tốt luôn á. Dạ. Dạ dạ, đồ tốt rồi, ok. Xài 10 năm chưa có đẹp luôn á. Đồ tốt luôn đó, xài 10 năm. Cái lông này là rất là đẹp luôn á. Dạ. Mà cô nói là gói hơ này xài 10 năm chưa dẹp nha các cô chú anh chị. 9 năm gửi dẹp là đem lại đổi đó nha. Dạ, con chỉ ông về ông cắt cái đồng này ra nè nha. Rồi lấy ra ông vô đi, rồi cái đồng vô vỗ rồi là nó phì lên nè. Tự nó phì lên nè. Chứ ông đừng có làm gì trơn á. Dạ. Tại mua cho ổng một cái giường với một cái tủ, với một cái niệm, với gói. Mình với mụn ổng thì ta mới cho nó. Hả? Rồi. Bên kia ta bán giường, ta bán niệm luôn, nó đủ đồng bộ cho nó dễ. Rồi cảm ơn chị nhiều nha, cảm ơn nhiều. Khi đã xuống tủ xong rồi nghe các cô chú anh chị thì bắt đầu mình sẽ bơi qua
sẽ vận chuyển lên tiếp. Trời mưa quá dơ rồi, quá bày hay rồi. Đây qua qua cái chỗ này hay chỗ nào? Chỗ này không? Bên đó lên được không? Chợt cái nha. Rồi vậy ha. Rồi. Ngay chỗ này đây. Xong vô cây cầu kìa. Được chứ. Cậu khó lên đây hả? Rồi đây thì đây đi. Rồi bắt đầu đưa đầu chuyền lên. À, chuyện đồ lên đây được rồi. Hai cây nữa đi. Ừ. Thao lao gì hay sao giống đây lên nhà. Quá tờ gà lên nhà. Một miếng nặng một miếng nhẹ ta. Ơi, miếng này nặng ha. Gác nó lên phải không? Nói về cậu của ta vậy là ngon rồi đó. Ừ. Ngon ở đây đây. À, đứng đi con. Rồi bây giờ sẽ đưa cái tủ lên. Quá khó khăn. Trời mưa chợt nữa. Anh ba đi làm đây này nè. Ông ở sau đít kìa. Rồi rồi tới đi. Ờ vậy đúng rồi đó. Ông nhắc cái đầu lên đi, ông nhắc cái đầu lên đi. Dễ. Rồi. Mang bên đó đi. Ông lên cho anh thấy. Nè, ông lên ông khiêng ngang với tôi như tôi luôn nè. Tôi ông ngượng bên nè. Ờ vậy đó. Ừ. Ờ vậy đó, ngang ngụm ba luôn. Rồi. Bẻ re gà gu. Rồi lên đây ba, lên nhà anh ba. Rồi lên luôn nè, lên luôn chú, lên luôn chú. Lên luôn, ừ lên luôn. Lên luôn. Rồi. Ông lên trước luôn, lên trước luôn. Giờ con cũng dơ nữa. Lên tới đây rồi dơ sạch gì đó, đứng cái tủ lên luôn. Đứng tủ lên có bánh xe nè. Đỡ đứng tủ lên. Đứng tủ lên, đứng đường này nè. À, đứng tủ lên vậy đó. Rồi đó, để lên. Rồi chú đẩy cái tủ chú lên. Mình ra lên đi. Ừ. Ừ, dở lên. Ừ, bên đây mình lên con rồi. Ừ. Rồi, có bánh xe đó, để xuống đẩy vô. Ừ. Rồi, khỏe một tiêu chuẩn. Ồ. Cũng êm nha. Dưới một cái nữa hả? Còn món nữa.
Đây, cái đầu đó nặng không? Cũng bằng cái kia vậy đó ha. Rồi lên. Xuống chú ba ư. Tới chuyện nữa hả? Gút gút cái đít ra, gút cái đít ra. Xuống xuống đi chú ba. Chạy được không? Không vừa tôi qua lội qua dắt vô sát vô. Rồi, tiến về Sài Gòn. Đây, tủ mớ, giường mớ, nệm mớ luôn nha. Quá đẹp. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ đẩy cái tủ vô. Đây. Quá dễ dãi, đúng rồi, cái giường gấp ngoài đó đó. Quá êm. Xong một cái tủ. Đây, cái tủ mình sẽ để đây là đúng bài luôn. Đó. Để có cái chỗ để đồ cho chú ba, để chú ba không cần là phải dắt tùm lum tới đây các cô chú. Ok. Cái tủ để đây là chính xác. Không. Đâu được luôn. Đẳng có cây cầu á. Dạ 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 rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Rồi. Được ha. Khoan. Chú ba thì chắc ổng không có nằm ở trong đâu. Trong đó để cho ổng đi vô đi ra, ổng làm gì ổng làm. Nó vậy đó. Sát vô. Nó vậy là ngon lành. Bây giờ thì mình đã ngáp rồi cái bộ mỡ rồi nghe các cô chú rồi. Bây giờ tiếp tục là mình với chú ba sẽ để cái miếng nệm lên. Miếng nệm này lên là cưới vợ luôn nghe chú ba. Cái này mình nếu như mà mình lỡ có vợ thì cũng nhẹ nhẹ thôi nghe chú ba. Cái đồ chợ để nó sập cái đó mạnh lắm á. Bây giờ mình sẽ chảy cái nệm lên nha các cô chú. Chảy miếng da lên. Đó thì vậy này chú ba. Rồi bọc vô, bỏ lọt vô. À, bung góc vô được rồi. À, lắm rồi đó. Vậy cái nếu như mà cái giường mà giường cây á, các cô chú anh chị chắc khoảng 5 sát giường sắt cũng không có bằng cái giường cây này được nữa. Nó quá đẹp, quá yên ấm luôn rồi chú ba, không còn gì đã bằng. Nằm xuống cái còn đã không chú ba? Ngồi 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 xuống cái là đã không? Thật quá, vừa quá chẳng luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy mấy cái gói hồ này ra, mình sẽ tiếp tục ấn vô cho chú ba nha.
đã có mình đã có làm kỹ rồi nha các. Đây bây giờ mình sẽ lấy cái gói ra, mình sẽ vô nghe các cô chú, vô đi chú ba, vô gói qua mình nè. Cái này là cái này đó, thì cái miếng nhện này, cái giường này là quá im rồi chú ba ơi. Lúc nãy mình đã có vệ sinh nhà cửa của chú ba sạch sẽ hết rồi nha các cô chú anh chị. Thì gà thì mình cũng kêu chú ba sẽ để di chuyển lên rồi, di chuyển cho nó xuống dưới luôn. Gà gói này nằm là sạch sẽ luôn đó. Chú ba ơi, không có cái gì bẩn mày hết á đó. Đó xong đây. Gói này rất là lịch sự đẹp nha các cô chú anh chị. Đây cái gói này mình muốn như là nó chưa phồng lên đúng không? Dùng đổ 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 và nó sẽ phồng lên liền. Đây, hả không? Đó, hai cái luôn đi chú ạ. Hả? Hai cái chú nằm tê cạo xíu. Hai cái luôn, thì chú vô đó đi rồi chú muốn cắt thì chú vô đó chú cắt. Ha. Bỏ bỏ vô bọt cũng được nữa. Cái tổ chim là cái gói đó. Trời ơi, quá đã chú bà. Đó. Khi là mình vừa thái ra là cái gói nó muốn phồng phồng ra rồi. Quá hiền chú bà. Chú bà sẽ làm chịu ngặt cao cấp không? Nè, mình dọn vô. Đây, nó có cái này đây, mình phải dĩ đây. Đã lắm, đã lắm. Đúng, đúng, đúng rồi, đúng rồi. Cột đầu nó lại. Con là luôn. Rồi, đưa màu này đi. Dạ, sạch. Rồi chú ba nằm thử cái con thôi em không? Quá đã luôn rồi, chú ba nội giờ thôi là đã rồi. Rồi bây giờ sáng rồi, bây giờ chú ba đem mấy cái quần vô cổng chú ba máy vô tủ luôn đi. Đây là cái phần của chú ba nghe các cô chú anh chị, nhìn rất là lịch sử thấy không? Lý do mà mình không mua mền với mua mùng là những cái mùng này á là được các anh chị cô chú Mạnh Thường Quân người ta gửi cho, thì nó còn mới cho nên là mình để là mình xài nghe các cô chú anh chị, không thể phụ lòng của các cô chú đó được. Cái mền cũng vậy, cái mền này cũng vậy luôn ha, cho nên là mình để lên xài. Rồi chú ba mấy cái gói này chú ba quỷ nghe chú ba. À, mấy cái gói này là đợi cho chú ba không, không bỏ nghe các cô chú anh chị. Thì bây giờ vô trong cái tủ trong này đây đẹp hơn nữa. À nó quá đi mà hả, trời ơi qua ăn lá bùi mới vô nha. Ồ, đã chưa? Đã rồi không? À, quá im luôn nha. Món bán thử một cái quần thôi. Bây giờ là đầy đủ luôn hề đó, phải không? À, nhà cửa đầy đủ hết nha. Đó. Vậy, nghĩa là còn gì để bận nữa không? À, thì mình cũng xin công bố nha các cô chú anh chị. Thì toàn bộ tất cả những cái thứ này là của chị Ngọc hỗ trợ. Chị Ngọc ở Mỹ hỗ trợ cho chú ba. Thì nó gồm có là một cái nệm, một cái giường, một cái tủ và gói hơn, thì tổng cộng là cái số tiền là 6.500.000 mà chị Ngọc gỡ về 500 đô là mình đổi ra được là 11.500.000. Thì chú ba còn lại là 5 triệu, 5 triệu của còn lại của chị Ngọc thì con sẽ gỡ luôn cho chú ba 5 triệu luôn nha. 1, 2, 3 chứ còn mình 4 sàn thì để có đẻ được không? Dạ thì mình sẽ gỡ luôn, còn dư lại 5 triệu mình sẽ gỡ luôn cho chú ba 5 triệu luôn nha các chú. Cái chi phí gì đó chú ấy dùm chú ngay luôn hơn. 3, 4, 5 đây, đây là của chú ba còn 5 triệu là của Mạnh Thường Quân là chị Ngọc gửi cho chú. Chú bây giờ chú có gì muốn nói với cái chị Ngọc không chú? Tôi cũng có đôi lời cảm ơn cô Ngọc ở ngoài đó, bên Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ cho tôi, vậy là hết mức rồi. Dạ. Không còn cái niềm vui bằng nữa. Dạ, dạ. Cảm ơn tôi như vậy, tôi rất là cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, thì mình cũng còn giữ của chú ba lại là 20 triệu nghe các cô chú chị, do là đất năm nay á giá lúa không có. Có, mướn không được. Cho nên là chú ba mướn không được, rồi chú ba để đó, chú ba gỡ mình. Khi nào mà có đất mướn được thì mình sẽ đưa gỡ lại cho chú ba, đặng chú ba mướn đất nha các cô chú anh chị.
Thì bây giờ là mình thấy như vậy là mình vô cùng là vui luôn, quá trời vui rồi. Là tất nhiên là chú ba hết sức vui rồi, là ông bà hỗ trợ cho tôi gì là quá xá rồi. Dạ. Nếu như mà có vợ thì cũng tôi vợ nha. Con Ngọc là không bao giờ tới ba nhá chết là thôi. À, không bao giờ có vợ. Có vợ nè. Dạ dạ. Rồi nó quá xá chán nản rồi. Quá xá chán nản rồi ha. Bây giờ là quá đầy đủ rồi ha. Đủ rồi. Dạ. Tủ có mà một là gì, tủ giường có là đủ chứ, tủ áo tôi gì có hết thì gì là quá xá. Dạ. Tôi còn cái gì bằng nữa đó cô bác. Dạ. Rồi bây giờ đó là chú ba nói vậy thì chú ba cố gắng giữ vệ sinh nha. Dạ. Rồi trong nhà đừng có nên tăng già nhiều. Tôi nói là tôi làm được. Dạ dạ. Tôi làm được cái đó là như là anh em người ta là giữ sức khỏe cho mình để mình có sống được lâu. Dạ dạ. Nó hơi nhiều. Dạ dạ. Chứ không gì. Dạ. Rồi con cũng cảm ơn chú ba. Cố gắng làm. Dạ. Thì cũng cảm ơn chú dẫn dần cha dạ, dạ. Cháu này. Dạ. Thì video của mình là từ quá xá luôn. Dạ. Video của mình đến đây là để hỗ trợ cho chú ba là mua giường mua tủ rồi cho chú ba nghe các cô chú anh chị là theo cái lời đề nghị của chị Ngọc. Thì video của mình hôm nay đến đây cũng xin phép được kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong một video tiếp theo nha. Xin chào.